Xin chào quý vị và các bạn. Ngày thứ hai đầu tuần, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m khiến bầu trời các tỉnh miền Bắc vẫn chủ đạo là sương mù, nhiều mây, âm u, có nơi còn có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời mưa rét khiến giao thông đi lại trong ngày đầu tuần của mọi người không thực sự thuận lợi. Trong đêm nay và sáng mai, tình trạng mưa ẩm này tiếp tục duy trì, kìm giữ nhiệt độ vẫn ở ngưỡng thấp chỉ từ 15 cho đến 18 độ. Một số nơi thuộc vùng núi cao như Lạng Sơn hay Cao Bằng, nhiệt độ có thể hạ xuống dưới 14 độ. Dự báo mức nhiệt này còn duy trì trong đêm mai 24 tháng 12. Vì vậy, người dân miền Bắc sẽ đón đêm Giáng sinh trong tiết trời khá rét và đôi lúc là mưa nhỏ lất vất. Đó là về đêm và sáng, còn ban ngày, mưa giảm dần nhưng bầu trời thì vẫn nhiều mây và âm u. Mức nhiệt cao nhất ngày mai cũng không tăng quá cao với nhiệt độ ban trưa tại khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội chỉ khoảng từ 21 đến 23 độ. Còn đối với khu vực phía Tây Bắc Bộ, do tác động chắn gió của dãy Hoàng Liên Sơn nên tại Lai Châu, Điện Biên và một số nơi thuộc Sơn La, nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 28 đến 29 độ. Sau đó sang ngày 25 tháng 12, không khí lạnh suy yếu hẳn, trời chuyển nhiều nắng hơn vào ban ngày, nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng hơn với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng 24 đến 27 độ. Riêng một vài tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu hay Sơn La, nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 3 độ. Được một ngày ấm áp thì ngay sau đó, từ khoảng ngày 26, tức là thứ năm tuần này, các tỉnh miền Bắc lại tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới, nên nhiệt độ lại có xu hướng giảm mạnh từ 3 đến 5 độ. Vì vậy, quý vị nên hết sức lưu ý giữ sức khỏe. Với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết nói chung là biến đổi không nhiều. Về sáng sớm, trời nhiều mây, có sương mù, mưa có thể xuất hiện lác đác tại một vài tỉnh ven biển, với nhiệt độ thấp nhất sẽ trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Sau đó vào ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên 24 đến 29 độ. Với các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết rất đẹp, trời phổ biến tạnh giáo không mưa, ban ngày trời nắng nhưng không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày cũng ở mức vừa phải, dao động trong khoảng 28 đến 31 độ. Thời tiết này rất lý tưởng cho mọi hoạt động trong những ngày cuối năm. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, người dân tại đây được dự báo sẽ đón Giáng sinh trong tiết trời se lạnh và rét về đêm và sáng. Mức nhiệt thấp nhất tại các tỉnh Tây Nguyên là khá thấp, chỉ từ 15 cho đến 18 độ. Còn tại Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, mức nhiệt trong khoảng 20 đến 24 độ. Trời không mưa, lại hơi se se lạnh, rất thuận lợi để mọi người ra đường đón Giáng sinh. Tối và đêm mát mẻ là vậy, nhưng vào ban ngày trời tiếp tục có nắng kéo dài. Do vậy, nhiệt độ thì cũng tăng lên nhanh chóng. Tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, mức nhiệt tăng lên ngưỡng 27 cho đến 30 độ. Còn đối với các tỉnh Nam Bộ, có thể đạt ngưỡng nắng nóng khi mức nhiệt lên đến 32-34 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh hay Bình Phước thì có thể cao hơn. Trên biển không khí lạnh yếu đi nên trên toàn bộ khu vực Biển Đông, gió Đông Bắc thịnh hành cấp 4, cấp 5. Với khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa thì mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Riêng khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa thì vẫn còn có mưa rải rác, khiến tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông. Bản tin thời tiết cuối ngày 23 tháng 12 sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.